Cái này máy chụp hình, máy video này để cho bạn nha. Thì hết máy video rồi bỏ thêm máy chụp hình vô đây bán luôn. Cái này mấy cái này để trưng bày ha. Này cổ lắm rồi. Này chụp hình bằng cái băng hồi xưa. Cái này đóng lại không được nha, lưu ý cái này đóng lại không được. Đóng lại không được, không biết đóng nha. Đóng lại không được, ọp thì không được. Có con pin nè. Màn hình của nó chưa cháy. Đóng lại không được nha. Còn cái này cũng khá đẹp. Pin còn, màn hình bị cháy à. Nãy xem màn hình cháy à. Con này pin cũng còn luôn. Màn hình cũng cháy luôn. Trong đây thì có con này còn đẹp nè. Màn hình còn nguyên, ở đây có cục sạc luôn nha. Ờ, cục sạc của con pin, sạc của con pin. Con băng đi theo nó nè. Rồi cái này là nguyên bộ ha. Rồi cảm ơn.